Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô mười phương pháp giới thường trụ Tam Bảo Tác Đại chứng minh. Chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo hạnh nguyện của các Ngài, quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp, hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả Nam chùa Ba Vàng, xin các Ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các Ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, để tán thán công đức Tam Bảo, tu bồi rơi đức, tăng trưởng phước lành. Hôm nay, đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương, khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm 8, phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân, phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính pháp của Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, trụ thế Sa Bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của Tăng Ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân,
giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết chư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết tôn Pháp. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Nghe con nay thấy nghe đường thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sau muôn lời thành bảy quân rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước Cam Lộ rịn nhường nghề, trong miệng chực đề hồ nhỏ mang nghe, bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, trên lưỡi sen ngồng phong hào quang nghe. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
kinh diệu pháp liên hoa quyển thứ tư, kinh diệu pháp liên hoa phẩm ngũ ba đề tử tọa kỳ thứ tam lung. Bây giờ ngài mạng từ tư từ nơi đứng Phật nghe trí huệ vương tuyên tỳ cơ nghĩ nói phạm như thế lại nghe thọ kỳ cho các vị đệ tử lớn sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nghe việc nhân duyên đời trước, lại nghe các đức Phật có sức tự tại thần thông lớn đẳng điều chưa từng có. Lòng thanh tịnh hướng ở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước vần đầu mang lễ chân Phật rồi đứng qua một bên chim hương dung nhang của Phật mang không tạm rời mà nghĩ thế này thế tôn rất riêng là việc làm ít có thuận theo bao nhiêu chúng tánh ở trong đời dùng sức phương tiện trí kiến mà vì đó nói pháp vẫn chúng sanh ra khỏi các chỗ tham trương chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tuyên bày được chỉ có đức vâng thế tôn ngay biên bố nguyện trong thâm tâm của chúng con bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo các ông thấy man từ từ đấy chăng ta thường khen ông là bậc nhất trong hàng người nói pháp cũng thường khen các món công đức của ông rộng rằng siêng năng ô trì giúp tuyên bày phạm của ta có thể chỉ dạy lời mừng cho hàng bốn chúng giải thính trọn vẹn chánh pháp của Phật mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hành thanh tịnh ngoài đứng Như Lai không ai có thể cùng từng chỗ biện bằng ngôn luận của ông. Các ông chớ tưởng mãn từ tử chỉ hay hậu chỉ chớ tuyên pháp của ta thôi ông cũng đã ở nơi chính mới ứng đứng vâng tòa quá khứ mà hộ trì trở tuyên chánh pháp của Phật ở trong nhóm người nói pháp thơ đó cũng là bậc nhân ông lại ở vào không của Phật nói thông suốt rành để đăng bốn món trí vô ngài thường hay suy gầm chắc chắn nói pháp thanh tịnh không có nghi lầm đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát tùy số thọ mạng mà thường tu hành thân tên người đời tòa đứng phần kia đều gọi ông thiệt là thanh văn những ông mang từ từ dùng phương tiện đó làm lời ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sanh lại giáo hóa vô lượng vô số người khiến an lập nơi đạo vô thượng tranh đằng tránh giác ông vì muốn tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự giáo hóa chúng sinh các tỳ kheo ông mãn từ từ cũng đang bậc nhân ở trong hàng người nói pháp thọ bảy đức Phật nay ở nơi chỗ ta trong ngàn người nói pháp cũng là bậc nhân trong ngàn người nói pháp thọ các đức Phật trong hiện kiếp về đương lai cũng lại là bậc nhân mà đều điều hộ chỉ giúp tuyên bày pháp của Phật ông cũng sẽ ở trong đời vị lai hộ chỉ trợ tuyên chính pháp của vô lượng vô biên các đức Phật giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh khiến an lập nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác vì tin cõi Phật mà thường xuyên năng tin từng giáo hóa chúng sanh lưng lưng đầy đủ đạo Bồ Tát quá vô lượng vô số kiếm sau ông sẽ ở nơi cõi này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác hiểu là pháp minh Như Lai ứng cung chánh biên chỉ minh hạnh túc thiện thể thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trường vô thiện nhân giữ vâng thế tôn đương vâng đó lấy số thế giới tam thiên đại thiện nhiều như do càng sông hằng mà làm thành một cõi vâng đứng bằng bảy thứ bao thắng bằng như bằng
tây gông có núi gò khe suối rạch ngòi nhà đài bằng bảy thư báu đầy dậy trong đó cung điện của các trời ở gần trên thư gông người cùng trời giao tìm nhau hai bên đều thấy đường nhau không có đường dưới cũng không có người nữ tất cả chúng sanh đều do biến hóa sanh không có dâm dục đặng phạm từng tông lượng từng trời ánh sáng bay đi tự tại chi niệm bền chắc có đức tinh tấn trí huệ tất cả đều thân sắc vàng đủ 32 tướng tốt để tự trang nghiêm dừng dừng nước đó thường dùng hai thân ngăn một là pháp mì từng hai là thiền duyên từng có vô lượng vô số nghìn muôn ức na do ta các chúng bồ tát đang dừng từng thông lớn bốn trì vô ngại khéo hay giáo hóa loài chúng sanh chúng thanh văn trong nước đó tính kể số đếm đều không thể biết được đều đặng đầy đủ ba món minh sâu phạm từng thông và tám món giải thoát cõi nương của đức phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế kiếp tên bửu minh đường tên thiền tên phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp pháp trụ đời rừng lâu sau khi phật diệt độ dựng tháp bằng bảy thư báu khắp cả nước đó bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng các tỳ kheo lắng nghe đạo của Phật tử làm vì kheo hồng phương tiện chẳng thể nghi bằng đường biển chúng ngứa pháp nhỏ mà giờ nơi trí lớn cho nên các Bồ Tát làm thành văn duyên giác dùng vô số phương tiện độ các loài chúng sinh tự nói là thanh văn cách Phật đạo rất xa độ thoát vô lượng chúng. Thầy đều đương thành tiêu dầu ưa nhỏ biến lười xe khiến lưng thành Phật trong ưng hành Bồ Tát ngoài yên là thanh văn nghìn muôn nhàm sanh tư thiền tư tình cõi Phật bảy ba độc cho người lại hiện tướng tà kiến đệ tử ta như vậy. Phương tiện độ chúng sinh nếu ta nói đủ cả các món việc hiện hóa chúng sinh nghe đó rồi thời lòng sanh nghi lầm nay phú lâu na đây ở sự nghìn đức vân xiên tu đạo mình làm tuyên ngô các vân pháp vì cầu huệ vô thượng mà ở chỗ chư vân nghiêng ở trên đệ tử học rộng có trí huệ nói pháp không sợ sệt hay khiến chúng vui mừng chưa từng có mỏi mệt để giúp nên việc Phật đã được thần thông lớn đủ bốn trí vô ngại biển căng căng lời đồn thường nói pháp thanh tịnh diện dương nghĩa như thế để dạy nghìn đức chúng khiến đua pháp đại thừa ma tư tình cõi vân đời sau cung cúng dường vô lượng vô số hỗ trợ tuyên chánh pháp cũng tự tỉnh coi Phật thường dùng các phương tiện nói pháp không nghe sợ độ chúng không kể được đều thành nhất thiết chi cũng dường càng như lai ô trì tăng pháp bao sau đó đằng thành vẫn yêu gọi là pháp minh đương đó tên thiền tình bày thứ bao hiểm thành kiếm tên là bửu minh chúng bồ tăng rừng đông số nhiều vô lượng ngân đều đặng từng thông lớn sức ngoài đức đầy đủ khắp đầy cả nước đó thanh văn cũng vô số ba minh tám giải thoát đặng bốn trí vô ngại dùng ngàn này làm tăng chúng sanh trong cõi đó dâm dục đều đã dâng tuần một biến hóa sanh thân trang nghiêm đồ tương pháp mỹ thiền duyên thực không tương mò ngăn gắn không có hàng nữ nhân cùng không các đường dự phụ lâu na tỳ kheo khi công đức
trọn đầy sẽ đặng tịnh độ này chúng hiền thánh rất đông vô lượng. Việc như thế nay ta chỉ nói lược. Bây giờ một nghìn hai trăm vị A La Hán bừng tâm từ tài nghĩ như vậy, chúng ta vui mừng đặng điều chưa từng có. Nếu đừng Thế Tôn đều tỏ ghi cho như các đệ tử lớn các thời sung sướng lắm. Đừng vâng biên tâm điểm của các vị đó nên nói với ngài Đại Ca Diếp, một nghìn hai trăm vị A La Hán đó nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà tỏ ghi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong chúng đó đệ tử lớn của ta là Kiều Trừng Như Tỳ Kheo sẽ cung dường sau muôn ai nghìn ứng đức Phật. Vậy sau đặng thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai ứng cung chánh biến tri. Minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam trầm vị A La Hán ông ngưu lâu từng loa ca diêm ông già già ca diêm ông na đề ca diêm ông ca lưu đà di ông ngưu đà di ông a nô lâu đà ông ly bà đà ông kiếm tấn na ông bà câu la ông châu đà ta ông già đà vân vân đều sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều đồng một hiệu là Phổ Minh. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng Kiều Trừng Như Tỳ Kheo sẽ gặp Vô Lượng Phật qua vô số kiếp sau mới đặng thành chánh giác thường phóng quang minh lượng đầy đủ các thần thông danh đồn khắp mười phương tất cả đều tôn kính thường nói pháp vô thượng nên hiểu là Phổ Minh. Cõi nước đó thanh tịnh Bồ Tát đều dũng mãnh đều lên lâu các đẹp vào các đường mười phương đem đồ cúng vô thượng hiện dân các đức Phật làm việc cũng đó sống sanh lòng rừng vui mừng dây lang về bốn quân có dân thần như thế vần thọ sau muôn kiếp chánh pháp trụ bồi to tương pháp lại hơn chánh pháp diệt trời người lo. Năm trăm tỳ kheo kia thứ tự sẽ làm Phật đồng hiểu là Phổ Minh theo thứ thọ ký nhau sau khi ta diệt độ ông đó sẽ làm vần thế gian của ông đồ cũng như ta ngày nay coi nước đó nghiêm dành và càng dân thần thông chúng thánh văn Bồ Tát chánh pháp cùng tường pháp tổ màn kiếp nhiều hình đều như trên đã nói ca diếp ông đã biết. Năm trăm vị tử tại các chúng thanh văn khác cũng sẽ làm như thế. Vị nào vắng mặt đây ông nên vì tuyên nói. Bây giờ năm trăm vị A La Hán ở trương vương đang tỏ kỳ sống vui mừng ơn ở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trương vương đầu mặt lấy chân Phật ngắn năng lỗi của mình mà từ đánh Thế Tôn chúng con thường nghĩ như vậy. Tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ nay mới biết đó là như người vô trí. Vì sao chúng con đang được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ. Thế Tôn thì như có người đến nhà bản thân say rượu mà nằm lùng đó. Người bản thân có việc quan phải đi lấy châu bầu vô gia cột trong áo của gã say cho đó rồi đi. Gã đó say nằm đều không hay biết sau khi dậy bèn dạo đi đến nước khác. Vì việc ăn mặn mà phải gắn sức cầu tìm rừng là khó nhau. Nếu có đường chúng in bèn cho là đủ luôn. Sau người bản thân gầm gỡ tay gã bèn bảo rằng là thấy anh này sao lại vì ăn mặc mà đến
nỗi này ta lúc trước muốn cho anh được an vui tha hồ thọ năm món dục ở ngày tháng năm đó đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh ấy vẫn còn đó mà anh không biết lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống thực là khờ lắm nay anh đến đem ngọc bầu đó đổi chẳng lấy đồ cưng dùng thời thương được vừa ý không cho thiếu thốn đức Phật cũng lại như vậy lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con khiến phát lòng cầu những thiền trí mà chúng con liền bỏ quên không ngay không biết đa đường đạo A La Hán thư nói là diện đồ khổ nhọc nuôi sống đằng dũng in cho là đồ tân ca trí nguyện vẫn còn chẳng bưng ngày nay đứng Thế Tôn giang ngộ chúng con mà nói rằng các tỳ kheo đạo của các ông không phải rốt ráo diệt ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật dùng sức vương tiên chi tưởng niên bằng mà các ông cho là thiên đường diện đồ Thế Tôn chúng con nay mới biết mình thiệt là Bồ Tát đương thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác vì nhân duyên đó lòng rất vui mừng được điều chưa từng có bây giờ ông A Nhã Kiều Trần như muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng chúng con nghe vô thượng tiên thọ ký an ổn vui mừng chưa từng có lạy Phật trí vô lượng nay ở trường Thế Tôn từ hồi các lội quay trong vần bầu vô lượng được chúc phần niệm bàn như người ngủ vô tri bèn tự cho là đủ thì như người nghèo cùng qua đến nhà thân hữu nhà đó rất giàu lớn bày đủ các tiệc ngon đem châu bầu vô gia còn dính trong vàng ao thầm cho rồi bỏ đi gã dây nằm không ngay sau khi gã đã dậy vào đi đến đưa gan cầu ăn mặn từ sông đuối sông rừng khôn khô đường in cho là đủ chẳng lại muốn đó tốn chẳng biết trong vạt áo có châu báu vô gia người thân hữu cho châu sau gặp gã nghèo này khổ thiết trách gã rồi chỉ cho châu trong áo gã nghèo thấy châu đó lòng gã đứng vui mừng do có căn của cái ta hồ hướng ngủ dùng chúng con cũng như vậy Thế Tôn từ lâu xưa thường thường giáo hóa cho khiến theo nguyện vô thường chúng con vì vô trí chẳng hay cùng chẳng biết được chút phần niết bàn cho đủ chẳng cầu nữa nay Phật giác ngộ con nói chẳng phải thiệt diệt đặng Phật huệ vô thường đó mới là thiệt diệt con này tự vâng nghe thọ ký viện trang nghiêm cùng tuần từ thọ ký thân tâm khắp mừng vui nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Chứng Minh Gia Hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục chi túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện Sư Phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa, Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiền, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai, phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy.
tin sâu nhân quả, phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành, sống cuộc đời giác ngộ, an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ, thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa, bệnh tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành, tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin nơi Tam Bảo càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích tử vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh, cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại, kiếp này và các kiếp trước, các hương linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tin sâu Tam Bảo, sớm sinh cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biến động và lũ quét lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương, cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc, tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, truyền tải Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, chi ngũ chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp trong tiêu chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Các nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam độ rất sạch nhà. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Tụng kinh công đức.
con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thấy đều thế nhập vô sanh những nguyện tiêu ba chương sanh phiền não nguyện đường trí tuệ thực sáng người nguyện các tội chương thầy tiêu trừ đời đời thượng hành Bồ Tát đạo nguyện đem công đức tu hành này chẳng đại mười phương khắp tất cả hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác tự quy y Phật ơi nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm vô thượng. Tự quy pháp ơi nguyện cho chúng sinh kinh tạng ơi chi tuệ như biển tự quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng